Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn. Hôm nay kênh Sách Hay Podcast xin gửi đến quý thính giả đoạn trích từ cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 kỳ 2 mang tên Càng nhiều hạt giống thiện sinh sôi thì càng ít hạt giống xấu nảy mầm. Cũng giống như người trồng rau, nếu biết bón phân chăm sóc cẩn thận thì rau sẽ mọc lên tươi tốt. Nếu không làm gì thì cỏ dại sẽ mọc lấn át rau trái. Ông Chris mỉm cười rồi nói tiếp. Trước cửa mộ Tần Thủy Hoàng có đặt một tấm bia đá ghi khắc rất rõ tất cả những gì có trong mộ và ngay cả bản đồ kiến trúc ra sao. Mộ chính, các dòng sông thủy ngân, các tinh tú vũ trụ trên vách cùng bốn đoàn quân đất Nung canh mộ với đầy đủ binh mã chiến xa. Tuy nhiên có một chi tiết là dòng chữ cuối cùng trên tấm bia đá ghi rõ. Đây là Long Mạch Trung Hoa. Nếu mở mộ này thì Trung Hoa sẽ tan rã trở lại, chia năm xẻ bảy như thời chiến quốc, rơi vào cảnh phân tranh hỗn loạn. Lời nguyền đe dọa này khiến cho Hán Cao Tổ sau này dù muốn đập phá mộ để trả thù thì cuối cùng cũng phải hạ lệnh cho quân sĩ đổ đất đá lấp kín lăng mộ và bồi đắp cao như một ngọn núi để đời sau không ai biết nơi này là mộ Tần Thủy Hoàng nữa. Ông ta còn để lại di chúc cho con cháu đời sau xây mộ mã xung quanh khu vực Long Mạch này để giữ cho đất nước được thống nhất, thịnh trị. Hiện nay quanh mộ Tần Thủy Hoàng còn vài chục ngôi mộ lớn nhỏ của các vị vua nhà Hán. Nhiều triều đại sau đó như Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, không một hoàng đế nào dám đụng đến vùng lăng mộ đó vì sợ chạm vào Long Mạch. Mãi đến sau này, một số nông dân tình cờ phát hiện ra một cửa vào ngôi mộ. Chính quyền Trung Quốc lập tức tập trung cho khai quật di chỉ khảo cổ này ngay. Nhưng khi khai quật sâu vào trong và nhìn thấy tấm bia đó, họ không tiếp tục đào mở cửa mộ. Tuy có bốn đội quân đất Nung, nhưng chính quyền chỉ cho đào đội quân phía Nam để người dân tham quan. Ba đội quân kia, dù đã biết vị trí, nhưng họ không cho phép khai quật nữa. Phần mộ chính quanh núi đều có quân đội canh gác nghiêm ngặt ngày đêm. Đến tận ngày hôm nay, người ta vẫn chỉ công bố là không đủ công cụ khoa học để mở cửa chính của lăng mộ Tần Thủy Hoàng vì sợ hủy hoại di vật lịch sử. Lời nguyền từ vị bảo chúa để lại cho hậu thế có nhiều cách hiểu, nhưng chắc chắn ông ta mong muốn duy trì triều đại nhà Tần đến thiên thu vạn đại. Nhưng nghiệp dữ đã gây ra thì phải trả. Không có một thế lực nào của loài người đủ vĩ đại để kháng cự lại luật nhân quả. Tôi hỏi, vậy chính sự tàn ác của triều đại Tần Thủy Hoàng là nguyên nhân khiến triều đại này giáng số chăng? Đúng vậy, mặc dù Tần Thủy Hoàng muốn sống đời đời để cai trị đất nước của mình, nhưng ông ta chỉ làm hoàng đế được 12 năm rồi lâm bệnh chết vào năm 49 tuổi. Dù lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được tính toán đặt ở Long Huyệt với những sắp xếp phong thủy cao thâm, nhưng sau khi ông ta chết, triều đại vĩ đại của ông ta cũng không kéo dài thêm được bao nhiêu ngày nữa. Các con ông ta, người thì tự sát, người thì sau khi đăng cơ đã lập tức ra lệnh giết sạch những người con còn lại của Tần Thủy Hoàng. Và rồi cuối cùng cũng tuyệt mệnh cùng với triều đại nhà Tần. Tôi thắc mắc, vậy tại sao có những nghiệp quả đến nhanh và có những nghiệp quả đến chậm? Ông Chris trả lời, số mệnh con người cũng như tất cả mọi sự xảy ra đều do những nhân đã gây ra từ trước. Bệnh tật cũng thế, phần lớn những bệnh hiểm nghèo đều do những nhân và nghiệp đã tạo ra khi xưa. Sinh mệnh dài hay ngắn đều được sắp đặt bởi luật nhân quả. Nhưng tùy năng lực chiêu cảm của mỗi người mà việc trả quả sẽ xảy ra lúc này hay lúc khác, lúc nhanh, lúc chậm. Do đó, nếu hiểu biết, người ta có thể thay đổi được số mệnh cũng như tránh được bệnh tật, bởi vì số mệnh thật ra không cố định. Ông cũng biết, ngay trong tâm của chúng ta có đủ các loại hạt giống, hay còn gọi là chủng tử, tốt cũng như xấu, đã tích tụ từ muôn ngàn kiếp trước. Tại sao có người luôn gặp chuyện chẳng lành? Vì lúc nào họ cũng tính toán, cũng mang suy nghĩ ghen tức xấu xa, nên chiêu cảm các hạt giống xấu ẩn trong tâm họ được kích hoạt. Nếu con người biết ngăn chặn những ý nghĩ xấu, chỉ suy nghĩ đến điều tốt, làm việc thiện, thì sẽ chiêu cảm những hạt giống lành sẵn có trong tâm nảy sinh, ngăn chặn ảnh hưởng của những hạt giống xấu, không cho chúng khởi phát lên.
từ đó mới chuyển đổi được số mệnh. Càng có nhiều hạt giống thiện được sinh sôi thì càng ít hạt giống xấu nảy mầm. Càng làm nhiều việc thiện thì sẽ chuyển đổi được càng nhiều nghiệp quả xấu thành tốt. Cũng giống như người trồng rau, nếu biết bón phân, chăm sóc cẩn thận thì rau sẽ mọc lên tươi tốt. Nếu không làm gì thì cỏ dại sẽ mọc lấn át rau trái. Hiện nay không mấy ai để ý đến việc này. Khi sung sướng giàu sang, người ta có thể không biết suy nghĩ sâu xa mà cho rằng mình tài giỏi nên có quyền được hưởng những tiện nghi đó. Thật ra những điều họ có được ngày nay đều do những nhân lành đã gieo từ trước mà hiện nay đang trổ quả, gọi là phước báo. Có người hưởng phước lớn, có người hưởng phước nhỏ, tùy theo nhân đã tạo. Tuy nhiên phước cũng giống như tiền bỏ vào ngân hàng, nếu cứ tiêu ra mà không bỏ thêm vào thì trước sau gì cũng hết. Ông Chris dừng lại một lúc cho tôi suy nghĩ, rồi nói tiếp. Con người ngày nay đa số đều có tính tham lam ích kỷ, không biết đến làm việc thiện bố thí hay nhân quả của làm việc thiện bố thí là gì. Họ chỉ biết chiếm đoạt, tích trữ của cải cho thật nhiều, nghĩ rằng mình có thể hưởng thụ mãi mãi. Họ không biết rằng ngay lúc sung sướng đã có bất hạnh rình rập. Nhiều người không bao giờ cho ai một thứ gì mà chỉ biết lấy đi của người khác. Lấy được càng nhiều thì càng tốt, bất kể hậu quả, và không bao giờ biết đủ. Những người ấy không những đã tự mình gieo nhân xấu mà còn khuyến khích người khác làm như mình, khiến cho vô số người cũng bị sa vào con đường lầm lạc. Buổi nói chuyện này của Thomas và ông Chris diễn ra vào giữa năm 2017. Thomas lưu ý tôi rằng đây là vấn đề chỉ nên được viết ngắn gọn, không nên đi vào quá chi tiết, nên tránh nói nhiều về những điều chưa xảy đến. Nhưng một sự cảnh báo để nhiều người thức tỉnh để thay đổi cũng là điều cần thiết. Hết kỳ 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời bạn đón nghe tiếp kỳ 3 của cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 mang tên Câu Chuyện Cận Tử của tỷ phú Farnham.